Bây giờ vấn đề quan trọng nhất của chị vẫn là sức khỏe. Còn những cái khó khăn khác thì có thể từ từ nữa sẽ được giải quyết. Có một uh, cô, à, yeah. cô đó ngoài 60 rồi. Cô uh, cũng bị lâu năm đó, đường huyết cũng dao động rất là cao. Bản thân cô ấy cũng có nhiều cái nỗ lực. Thế nhưng mà khi mình nhìn cái gương mặt á thì thấy lúc nào nó cũng hơi căng căng. Tức là có cái gì căng thẳng thì mình cũng nói với chị là chị đã có sự luyện tập tốt rồi nè. nhưng vẫn cảm thấy chị cũng chưa thoải mái lắm và đường huyết của chị vẫn cao. Mình cũng hỏi về giấc ngủ rồi có những cái lo lắng gì trong cuộc sống mà gọi là làm chị hay phải suy nghĩ không? Dần dần chị cũng có nói ra là à chị có một cái biến cố của gia đình yeah. liên quan đến tài sản và liên quan đến cái người xui gia của chị. Như vậy là mình đã nhận định được chính xác cái cái vấn đề về sức khỏe tinh thần của chị. Yeah. Đó, thế thì mình cũng rất là chia sẻ vì tài sản là mồ hôi công sức cả đời mà. Yeah. Đó. cho nên là cái việc nối tiếc cũng là đúng thôi. Đó, ừ. nhưng mà mình cũng động viên chị là bây giờ vấn đề quan trọng nhất của chị vẫn là sức khỏe. Có sức khỏe là sẽ yeah. còn, có mọi, cả. Thứ. Đó. Yeah. còn ừ. mọi thứ, còn mọi thứ. Đó, Đó thì còn những cái khó khăn khác thì có thể từ từ nữa sẽ được giải quyết.